Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có một thói quen hoặc cũng có thể coi như là một sai lầm của rất nhiều chị em phụ nữ, đó là chúng ta quên đi việc chăm sóc làn da từ khi chúng ta còn trẻ. Chỉ đến khi nào xuất hiện những cái dấu hiệu lão hóa, ví dụ như là nhăn, sạm, nám hoặc là đồi mồi, tàn nhang vân vân, thì chúng ta mới vội vàng ngay lập tức tìm đến những cái biện pháp làm đẹp tức thời. Thế nhưng mà đó chỉ là chúng ta giải quyết được cái ngọn mà thôi, còn gốc gác của vấn đề thì chúng ta lại không giải quyết được. Và chính vì vậy thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay một vị khách mời, một chuyên gia đầu ngành về da liễu. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được giới thiệu, đó chính là giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiền, nguyên giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, nguyên chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam. Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiền đã nhận lời mời đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa giáo sư Phạm Văn Hiền, phụ nữ ở cái lứa tuổi từ 30 trở đi hoặc là phụ nữ mà sau khi sinh thì thường có những cái dấu hiệu lão hóa da, đặc biệt là những cái nếp nhăn. Điều này là một, có thể gọi là một cái nỗi ám ảnh, một nỗi sợ hãi đối với rất nhiều phụ nữ. Vậy thì giáo sư có thể cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến những cái nếp nhăn như vậy ạ? Tôi muốn dành một chút thì giờ nói về cái quá trình lão hóa một chút. Nguyên nhân dẫn đến các nếp nhăn là do giảm về số lượng, chất lượng cái sợi keo, hay còn gọi là sợi collagen, và sợi chu, hay còn gọi là elastin. Thế và nguyên nhân nào đưa đến giảm bớt số lượng và chất lượng của các sợi này thì đấy là do tác dụng của các gốc tự do, và đấy là tội đồ của lão hóa. Cái hiện tượng lão hóa nó xảy ra ở mọi cơ quan. Tôi nói thêm tí nữa, đoàn thể trong cơ thể. Nghĩa là có thể lão hóa não, của thần kinh, của cơ quan tạo huyết, của tim mạch, của tiêu hóa và ngoài da. Nhưng biểu hiện lão hóa của da là sớm nhất, dễ thấy nhất. Người ta không cần phải làm bất cứ một xét nghiệm nào, trông thấy lão hóa người ta cũng chẩn đoán ra rồi. Và xin thưa, sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của muôn loài, không ai cưỡng lại được. Không làm gì có chuyện trường xuân bất lão, tức là trẻ mãi không già. Có chăng ta có thể làm chậm lại quá trình lão hóa và giải quyết được những hậu quả của quá trình lão hóa gây nên. Cái biểu hiện lão hóa của da gồm những gì? Một là nó có những các cái nếp nhăn khiến cho khuôn mặt của chúng ta trán có làn sóng, đuôi mắt có hàng loạt nếp sao chổi, và xung quanh miệng chúng ta có những vòng ngoặc đơn, ngoặc kép. Cằm chúng ta bị sệ xuống và sờ da nhõng nhẽo. Đấy là hậu quả của giảm bớt số lượng, chất lượng của các chất sợi keo và sợi đàn hồi. Ngoài ra, dấu hiệu lão hóa của da còn có những đốm đồi mồi, da bị khô, trên da có những cái đốm nám á, và luôn luôn biểu hiện một số cái khả năng chống bệnh của da nó kém đi. Như vậy tức là nhìn một cách tổng thể, lão hóa của da có rất nhiều vấn đề, mà lão hóa là quá trình xảy ra của mọi người, nhưng da biểu hiện sớm nhất và dễ thấy nhất. Ngay khi mới đẻ ra, người ta đã bắt đầu bị tác động của các gốc tự do, nghĩa là đã bị lão hóa rồi, nhưng quá trình này nó tiến chậm. Nhưng ở phụ nữ 30 tuổi nó đến nhanh lắm. Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già, và không khéo cái già sồng sọc nó thì theo sau đấy. Ở nữ tuổi từ 30 đến 60 lão hóa nhanh hơn ở nam, nhưng từ 60 trở đi thì nam lại lão hóa nhanh hơn của nữ. Vâng, vừa rồi thì giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiền đã nhắc tới một cái từ mà Mỹ Vân cảm thấy rất là tâm đắc, đó là những cái nếp nhăn nó chính là hung thần, là tội đồ đối với phụ nữ. Phụ nữ rất sợ mọi người đoán ra tuổi của mình qua những cái nếp nhăn. Vậy thì theo giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiền, làm thế nào để chúng ta làm chậm cái quá trình lão hóa đó lại, cụ thể là giảm những cái nếp nhăn đó ạ? Vâng, làm giảm cái nếp nhăn, làm giảm quá trình lão hóa, nếu mà ta đi vào thật về mặt cơ sở y học ấy, thì ta phải làm chống lại các cái gốc tự do. Tuy nhiên việc tìm này không có dễ dàng. Ta sẽ bổ sung vào đây các cái bằng đường bôi bên ngoài, các cái sản phẩm mà có làm tăng cái lượng
collagen hoặc cái sợi đàn hồi, và ta dùng các cái đường toàn thân để làm tăng cái sợi collagen và làm tăng cái sợi đàn hồi, thì lúc bây giờ da sẽ săn chắc mịn màng. Nếu ta cầm tay một người săn chắc mịn màng, cái tay ta nó mát và trông cái người kia nó phồn vinh, nó phì nhiêu, nó màu mỡ chứ không bị rau rúm, và nhìn cái mặt của ta không bị cau có, nhăn nhó, khó coi. Giáo sư nói rằng có hai hướng để chăm sóc da, tức là dùng những sản phẩm bôi bên ngoài và ngoài ra là cung cấp những cái dinh dưỡng cho toàn cơ thể, đúng không ạ? Để chống lại những gốc tự do. Hiện nay thì bản thân Mỹ Vân cũng cùng với nhiều phụ nữ khác đang truyền tai nhau một cái sản phẩm dưỡng da rất là tốt, đó là cái sản phẩm được bào chế từ nho thai kiều. Thì theo giáo sư tiến sĩ, là nho thai kiều có tác dụng như thế nào trong việc làm đẹp và giảm nếp nhăn ạ? Từ lâu rồi, xa xưa lắm, nho thai kiều đã được sử dụng như một cái vị thuốc bổ cho những cái người thuộc hoàng tộc. Thế và không chứng gì rau thai kiều đâu, người ta còn dùng một số các cái nhau khác nữa. Thí dụ như rau đàm bà đẻ, ta gọi là tử hà sa. Và đã một thời chúng ta sản xuất cái viên hà sa đại tảo hoàn với mục đích bổ sung dinh dưỡng. Rồi người ta có dùng một số các cái bào thai của con hươu, nhưng bào thai toàn tính bao gồm cả thai của những con cừu con, con hươu con lẫn cái nhau thai. Như vậy tức là nó bổ sung cho ta một số thành phần thế này. Thành phần của nhau thai kiều gồm có một các cái chất protein. Thứ hai, nó có lipid, nó có glycid, nó có một số các cái chất làm tăng các cái enzyme, nó có một số các cái chất vi chất, mà một số các cái chất có tính chất vi lượng và hormone. Tác dụng của nhau thai kiều là như thế này. Một là nó làm tăng quá trình sinh trưởng của cái biểu bì. Thứ hai nữa, nó phục hồi cái thương tổn của da. Thứ ba nữa, nếu da bị một cái bệnh, nếu nó có thương tổn mà bị sẹo thì nhau thai kiều nó có tác dụng làm liền sẹo. Ngoài ra nó cung cấp được một số lượng cái sợi keo và sợi đàn hồi. Đấy chính là lý do nó làm cho cái da của chúng ta không bị mắt làn sóng, má làn sóng, trán làn sóng, không bị xệ xuống, không bị nhõng nhẽo da, và da chúng ta săn chắc. Đấy có nhẽ là một trong những tác dụng chủ yếu của nhau thai kiều. Vâng, đúng là với chia sẻ vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiền thì Mỹ Vân cảm thấy là yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm nho thai kiều, bởi vì từ trước đến giờ thì cũng có nghe bạn bè và nhiều người thân chia sẻ là dùng cái sản phẩm này thì rất là tốt, và có một cái sản phẩm có cái thương hiệu mà Mỹ Vân đang dùng, đó là Chamlux. Không biết là giáo sư Phạm Văn Hiền có biết về cái sản phẩm này không ạ? Nếu nói về cách đây vài ba năm thì tôi không biết cái sản phẩm này, nhưng quãng đầu năm 2014, tôi đọc một cái thông tin, biết một cái sản phẩm Chamlux. Và đấy là một sản phẩm, một cái thực phẩm chức năng được sản xuất theo một quy trình công nghệ hiện đại của Australia. Và đây là một sản phẩm có chứa một số các cái chất, trong đó có nhau thai kiều, trong đó có coenzyme Q10, trong đó có các cái dầu hạt nho, dầu hoa anh thảo, vitamin E, vitamin A, thế rồi là một số các cái chất như sáp ong, rồi là cái dầu đậu nành. Và đấy là một cái sản phẩm và tôi nghĩ nó mới xuất hiện ở thị trường Việt Nam quãng đầu năm 2014, tôi không biết chính xác, chứ năm 2012, 13 hoặc trước nữa thì cái sản phẩm này chưa xuất hiện. Và có nhẽ đây là một sản phẩm có thể giúp cho bạn, nếu chúng ta đừng muốn cái già sồng sộc nó theo sau, giúp cho những ai ở tuổi 30, thậm chí trước 30, để ta làm cho quá trình lão hóa đến chậm, và nó đến rồi thì cái hậu quả nó không tai hại nếu như ta không dùng. Và tôi hy vọng cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho chị em. Tôi đã tham khảo một tài liệu của giáo sư Đỗ Tuất Lợi, một bậc thầy của chúng tôi về y học phương Đông, và trong cái này có nói tới cái nhau
Bà đẻ tức là tử Hà Sa thì có nhẽ trong thành phần này nó cũng chữa và giúp chúng ta giải quyết làm chậm quá trình lão hóa lại. Đặc biệt trong sản phẩm này có vitamin E. Tôi gọi vitamin E là một thứ làm trẻ hóa đội ngũ cán bộ của cơ thể. Đấy là thứ nó chống lại gốc tự do, tội đồ của lão hóa. Như vậy thì có thể hiểu rằng sản phẩm Chamlab là một sản phẩm dưỡng da toàn diện đúng không ạ? Chúng ta có thể tìm thấy đầy đủ những cái dinh dưỡng tốt cho làn da ở cái sản phẩm này. Và thêm một câu hỏi nữa, giáo sư có thể chia sẻ cho khán giả biết là với cái sản phẩm nho thai kiều Chamlab thì thời gian sử dụng trong bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ nhìn thấy hiệu quả của nó ạ? Giá mà ta hỏi sớm cái câu hỏi này một tí. Bởi vì người sử dụng bao giờ cũng muốn chúng ta cái sản phẩm này gồm những gì, tác dụng nó như thế nào, dùng trong bao nhiêu lâu. Thế vào đây chắc là bạn muốn hỏi tôi liều lượng. Một ngày ta có thể dùng 1 đến 2 viên và thời gian dùng trong thời gian độ khoảng 2 tháng. Rồi ta có thể nghỉ, rồi ta lại dùng tiếp một đợt 2 tháng tiếp. Chứ cũng không nên dùng liên tục trong 12 tháng liền. Thế dùng mà cứ từng đợt một rồi ta nghỉ. Đồng thời đấy cũng là cách kiểm chứng để đánh giá tác dụng của cái thực phẩm chức năng này với chúng ta như thế nào. Tôi hy vọng nó sẽ giúp cho chúng ta cái quá trình lão hóa của chúng ta đến chậm. Không chỉ bạn đâu, tôi cái đám đàn ông chúng tôi cũng thấy muốn đẹp, muốn giòn lắm đấy. Và tôi có thể tôi sử dụng, nhưng vì trong cái sản phẩm Chamlab này nó còn có một tác dụng nữa là nó chống lại các cái rối loạn của chị em mình thời kỳ tiền mãn kinh và hậu mãn kinh. Chứ tôi thì không có tiền mãn kinh và hậu mãn kinh, cho nên có thể nên lựa chọn một cái sản phẩm dùng cho chị em nữ giới, có thể nói trước tuổi 30, tuổi 30, 40 và quanh quanh cái tuổi mà mình sắp sửa kết thúc cái cuộc đời làm phụ nữ. Vâng, như vậy là trước 30 tuổi là cũng đã có thể dùng rồi. Đã đúng không dùng ạ? Được rồi. Dạ vâng, vừa rồi thì giáo sư có nói là chúng ta dùng 2 tháng rồi nghỉ một đợt. Vậy thì nghỉ trong bao nhiêu lâu ạ? Ừ, trong độ khoảng 2 tháng rồi ta lại dùng tiếp. Vâng, thưa giáo sư Phạm Văn Hiền, vừa rồi thì Vân hỏi như thế bởi vì là Vân nhận được rất nhiều những cái câu hỏi của khán giả gửi đến. Và đây là những cái câu hỏi mà Vân thay mặt khán giả để dành tặng cho giáo sư mà thôi. Chứ còn bản thân Mỹ Vân thì cũng đã có một cái sự kiểm chứng rồi. Mỹ Vân đã sử dụng sản phẩm này và quả thật là sau 2 tháng thì Mỹ Vân thấy là làn da của mình đã được cải thiện rất là nhiều. Chắc là giáo sư cũng nhận thấy điều đó đúng không ạ? Bởi vì trước đây thì rất là vinh dự Mỹ Vân cũng đã được gặp giáo sư rồi. Đánh giá một vài người dùng thì đấy tức là nhận xét của từng người một. Giá mà cái sản phẩm này chúng ta được thực hiện trên một thử nghiệm lâm sàng đối chứng so sánh thì quá tuyệt vời. Nếu tôi mà là nhà sản xuất thì tôi sẽ thực hiện một thử nghiệm lâm sàng. Bạn uống cái thuốc này và một người khác không uống thuốc này trong thời gian đó xem ra nó có đỡ không thì rất tốt. Tôi hy vọng rằng nó sẽ có tác dụng tốt cho cái người sử dụng sản phẩm giống như bạn vừa mới nói. Trong thời gian dùng 2 tháng viên Chamlab này, cái cảm giác đầu tiên của bạn là thấy gì? Mình săn chắc hơn, mình phì nhiêu màu mỡ hơn, hay là mình trắng trẻo đẹp đẽ hơn? Và đặc biệt rằng cái ông chồng ấy, ông ấy đánh giá mình, hoặc là có một cái người nào đó người ta cứ hàng ngày nhìn, người ta đánh giá mình như thế nào? Sau 2 tháng sử dụng thì thưa giáo sư là Mỹ Vân cảm thấy rằng làn da của mình đầu tiên là mịn màng hơn. Bởi vì Vân phải sử dụng rất là nhiều mỹ phẩm trang điểm. Khi mà cái bề mặt trước đây ý, thì nó không mịn, nó hơi sần, nó khô. Khi mà đánh phấn lên thì nó vẫn tức là nó làm lộ rõ những cái nhược điểm của mình hơn. Và đánh phấn vào thì những cái nếp nhăn nhỏ nhỏ thôi, bình thường thì không nhìn thấy, nhưng đánh phấn vào thì sẽ nhìn rõ hơn. Nhưng mà sau 2 tháng thì Vân thấy là những cái dấu hiệu đó nó gần như là giảm đi rất là rõ rệt, gần như là không nhìn thấy đấy ạ. Vâng, cái sản phẩm mà tôi mới nhận được cái thông tin này thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm tăng cường các cái sợi đàn hồi, cho nên chống lại các cái nếp nhăn. Nó góp phần làm chống lại các cái gốc tự do, cho nên nó làm cho da ta đỡ khô, đã đỡ bị một số các cái vết mà ta gọi là cái vết đồi mồi. Thế và có thể nó giảm bớt các cái nám má. Đặc biệt tôi chú ý cái sản phẩm này là nó chống lại
các cái nếp nhăn và căng sệ da. Và một lần nữa xin được thay mặt ekip thực hiện chương trình cũng như là khán giả truyền hình xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Hiền đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay. Chúc ông luôn luôn mạnh khỏe và càng ngày càng có nhiều bệnh nhân tìm đến ông để có được những tư vấn hữu ích. Cảm ơn ông rất nhiều. Và thưa quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng một lần nữa xin được cảm ơn nhãn hàng viên nho thai kiều Chamlab đã cùng chúng tôi đồng hành để thực hiện chương trình này. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.